Hôm nay quay trở lại với kênh Trung tâm Cây giống, mang sự yên tâm tới mọi nhà. Thì cái địa chỉ duy nhất của bên Trung tâm Cây giống được đặt ở đường 868B, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hưng Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ha. Thì trong cái khu vực đóng hàng online cho tất cả các chủ đầu tư ha, trên mọi miền Tổ quốc luôn. Bà con nào có nhu cầu thật sự về cây giống, cây ăn trái, cây lâu năm, cây trồng xen canh hay là cây trang trí, cây trôi, cây lỡ, bà con có thể liên hệ về cho Trung tâm Cây giống theo hai số điện thoại trong hình hoặc kết bạn Zalo, chúng tôi sẽ chụp gửi cây từng mẫu cây cho bà con. Từng loại cây nó đều có cái từng cái giá khác nhau, cây lớn cây giá khác, cây nhỏ giá khác, cây trung giá khác, nó đều có những cái mức giá hợp phù hợp nhau nha bà con. Đó. Thì đây là một cái khu vực đóng hàng ha, đóng hàng cây trôi cây lỡ. Như đây là cây lựu đỏ Ấn Độ nè. Đó là một trong những loại cây trôi cây lỡ, cây này được trồng được khoảng 5 rưỡi rồi ha, khoảng 5 rưỡi rồi. Đó thì bứng lên. Đó. Chủ đầu tư nào chốt đem về trang trí khu vườn mình, trồng phong thủy ha, trang trí khu tiểu cảnh ha, trồng thì rút ngắn được cái thời gian cho trái. Đó, cái đơn này thì cái của một anh Thắng ha, anh Thắng ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đó, anh chốt cái mã số nè, 79. Yêu cầu của anh là cây tàn đẹp ha, cao đẹp, cây đang hiện trạng là có bông. Đó, và đây là những cái hiện trạng lù đỏ Ấn Độ ấy, thì bứng lên ha, bứng lên bắt đầu là chủ đầu tư nào chốt thì chúng tôi sẽ đóng hàng giao bằng được online ha, được online. Và nhiều cái dạng cây trôi cây lỡ khác ha, như đây là cái mặn hồng súc trăng ha, mặn hồng súc trăng mã số 8, mặn hồng súc trăng mã số 8 ha. Cây thì cái cổ thân rất là cao nè, cái hoành nè, đo cái hoành vô đó không, chiều cao á, chiều cao thì nó khoảng tầm khoảng mét 6, khoảng mét 6 đến mét 7 ha, chiều cao khoảng mét 6 đến 7. Và cây cây bưởi ruby ha, bưởi ruby mã số 10 ha, bưởi ruby mã số 10. Cây này thì nó đã cho bông cho trái một mùa rồi ha, một mùa rồi, bứng lên vô chậu nuôi thần chậu rồi. Chốt cho chủ đầu tư nào ưng ý chốt thì đem về trồng, rút ngắn được thời gian cho trái, trang trí vào cái khu vườn của mình ha, cho nó thêm sinh động sầm uất, vừa trang trí vừa làm bóng mát, vừa tiểu cảnh vừa có trang trái luôn ha. Cây này cũng của một anh ở huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương ha, Bào Bàng Bình Dương, thị trấn Lai Quyên ha, thị trấn Lai Quyên. Thì anh mua rất là nhiều cây, trong đó có bưởi ruby nè, rồi thêm cái là humic japangol ha, humic japangol ha. Humic japangol là một trong thể loại là tưới kích rễ nha, kích thích rễ giai đoạn đầu, một bịch như vậy là 1 kg, trọng lượng của nó 1 kg, pha để 600 lít nước, tưới cho cây nhỏ thì 2 lít, cây lớn như vậy cũng còn chứa 5 lít ha, giai đoạn đầu 7 đến 10 ngày tưới hàng lần. Đó thì nhiều loại cây khác là sầu riêng, rồi chanh vàng Mỹ, bơ 04, giảng long phụng châu. Đó thì bên Trung tâm Cây giống là có ship tất cả các loại cây ăn trái cho tất cả các chủ đầu tư. Bà con nào cần thật sự về cây giống mà con cứ liên hệ ngay cho chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình, chúng tôi sẽ tư vấn, có đội ngũ tư vấn thêm. Đó rồi, cũng như đây là cái cây cây nhãn xuồng cơm vàng, cũng là cây trôi cây lỡ luôn ha. Cây này thì có giá 150.000 nè, đang ống nhất bán cho một anh ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Đó cây này không, mà con thấy cây cao, chiều cao khoảng 1m4. Đó, cây này thì bà con trồng về rút ngắn được cái thời gian cho trái luôn. Đó, rồi bên đây thì có là hai cây vú sữa tím Mica không mũ. Vú sữa tím Mica không mũ của một ở thành phố Quảng Bình, ở tỉnh Quảng Bình, thành phố Đồng Quới, tỉnh Quảng Bình. Đó. Cây này thì nó cũng thừng chậu rồi, ha, cộng thêm mấy cây bơ nữa ha. Đó. Thì bên Trung tâm Cây giống là có ship hàng đi cho tất cả các chủ đầu tư ở xa. Bà con nào không đến được Trung tâm Cây giống có thể kết bạn Zalo theo hai số điện thoại trong màn hình. Chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn, tư vấn kỹ hơn về từng loại cây bà con muốn trồng và tùy theo vào cái thổ nhưỡng, khí hậu thời tiết của bà con. Đó. Đó, đây là khu này đóng hàng ha, khu đóng hàng là hàng ngày đều có đóng hàng cho chủ đầu tư nha. Đó, chủ đầu tư. Đó. Và đây là mít ruột đỏ sơ vàng Indo ha, mít ruột đỏ sơ vàng Indo, một trong những loại mít hot nhất hiện nay. Hot nhất hiện nay đang cái giá cũng cái thị trường rất là cao ha, rất là cao. Và sầu riêng G6, sầu riêng G6, cây này thì hai cây nè. Đó. Đây là có cái nho thân gỗ 12 vụ cũng của một anh ở Hải Phòng, ở huyện Kiến Thụy Hải Phòng. Đó, anh mua hai cây nè. Đó, cây này thì dạng dâm cành nha, dâm cành thì nó mau, rất là mau cho trái. Đó, cây này đã có trái một đợt rồi, khi nào anh đem về trồng thì nó sẽ để vừa trực tiếp ngoài nắng thì cho dinh dưỡng vô thì bắt đầu nó sẽ tiếp tục ra trái nữa luôn ha. Đó. Rồi, qua nguyên một cái khu trưng bày của Trung tâm Cây giống rất là rộng ha, có rất nhiều cái loại cây ăn trái, cây lâu năm và cây trang trí ha. Đó thì bà con nào muốn cần thể loại những loại cây giống như thế nào có thể liên hệ ngay cho Trung tâm Cây giống theo hai số điện thoại trên màn hình để chúng tôi tư vấn cho bà con. Và xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo.